Ukraine đang phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt là thiếu thốn vũ khí đạn dược, đặc biệt là pháo 155 ly sau khi Israel khởi động chiến dịch trên bộ ở giải Gaza. Về phương diện đạn dược, liệu Ukraine sẽ cầm cự được bao lâu? Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phàn nàn với báo chí phương Tây rằng mức độ cung cấp đạn pháo 155 ly của NATO đã giảm mạnh kể từ khi xung đột Israel Hamas nổ ra mới đây. Cụ thể, các ấn phẩm của Mỹ trích lời giới chức Ukraine cho hay nguồn cung đạn pháo cho họ đã sụt giảm tới hơn 30%. Trong khi đó, Anatoly Matvichuk, một chuyên gia quân sự cho biết, rốt cuộc Ukraine không có năng lực sản xuất ra đạn dược phương Tây, còn về đạn dược kiểu Xô Viết thì họ từng có năng lực sản xuất, nhưng năng lực công nghiệp đó không còn nữa do đã bị các cuộc tấn công của Nga phá hủy. Mavichuk giải thích rằng, hiện tại Nga sử dụng mỗi ngày sấp xỉ 25.000 tới 50.000 quả đạn pháo thuộc các cỡ nòng khác nhau, còn Ukraine đáp lại chỉ bằng 7.000 tới 11.000 quả đạn pháo theo viên đại tá đã nghỉ hưu này, hoạt động quân sự của Ukraine tại tiền tuyến đã suy giảm. Chuyên gia cho biết thêm, Ukraine cũng không nắm được ưu thế trên không. Hỏa lực pháo và các vũ khí tầm xa của Ukraine nhờ vào nguồn cung cấp của Anh, Mỹ và Đức đã và đang giảm đi. Tôi tin rằng trong tương lai gần, đặc biệt trong đợt lạnh giá mùa đông, họ sẽ bắt đầu hứng chịu thất bại về hỏa lực. Thương vong của họ đã rất cao và theo tôi, từ góc nhìn của một quân nhân, điều đó là rất nghiêm trọng. Một câu hỏi được đặt ra là liệu Mỹ có tiếp tục viện trợ cho xung đột vũ trang của Ukraine hay không? Ngân sách mà Quốc hội Mỹ phê chuẩn phân bổ cho Ukraine hiện đang cạn dần. Trong khi đó, các nghị sĩ Mỹ thuộc Đảng Cộng Hòa đang phản đối một gói viện trợ mới do Tổng thống Mỹ Biden yêu cầu, trị giá 61 triệu đô la dành cho Ukraine. Vào đầu tháng 11 năm 2023, Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng Hòa kiểm soát đã thông qua dự luật cung cấp 14,3 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Israel, trong khi để mặc Ukraine trong giá lại. Sau đó, Thượng viện Mỹ chặn đề xuất này và ép Đảng Cộng hòa chuyển sang xem xét một gói viện trợ tổng hợp cho cả Israel và Ukraine. Tranh cãi vẫn tiếp tục, tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Tyler Green, bang Georgia cảnh báo với báo giới rằng phe Cộng hòa sẽ nổi đóa nếu Hạ viện bật đèn xanh cho hàng tỷ đô la viện trợ cho Kiev. Theo các cuộc thăm dò gần đây, 59% số người được hỏi thuộc Đảng Cộng hòa cho rằng chính phủ đang chi quá nhiều cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo các chuyến hàng quan trọng gồm đạn 155 ly đã bị chuyển đi sau khi giao tranh nổ ra giữa Israel và Hamas vào tháng trước. Cả Ukraine và Nga đều đang phải vật lộn để duy trì kho dự trữ đạn pháo sau gần 2 năm đấu pháo tầm xa trên các chiến trường rộng lớn. Nhưng truyền thông dẫn nguồn từ cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết, gần đây Moscow đã nhận được 1 triệu quả đạn pháo từ đồng minh Triều Tiên trong chuyến hàng riêng biệt kể từ tháng 8. Điều này đã giúp duy trì lực lượng Nga trong nỗ lực mới nhằm kiểm soát Adipka, không ngừng tấn công thị trấn vùng Donetsk bằng hỏa lực pháo binh. Trong khi đó, Liên minh châu Âu thừa nhận mục tiêu một năm cung cấp một triệu quả đạn pháo cho Kiev vào tháng 3 tới sẽ không đạt được. Khối này đã giao khoảng 300.000 quả đạn pháo, chủ yếu từ kho dự trữ quốc gia kể từ khi chương trình bắt đầu vào ngày 9 tháng 2. Các nhà ngoại giao và các bộ trưởng chuyển sang đổ lỗi cho khả năng sản xuất của châu Âu và việc không tăng cường đáng kể hoạt động sản xuất đã dẫn đến kết quả hoạt động mờ nhạt. Trong khi đó, thực chất của vấn đề nằm ở chỗ Ukraine đã tiêu dùng đạn dược nhanh hơn cả khả năng sản xuất của cả Mỹ lẫn các đồng minh NATO khác. Theo số liệu tình báo phương Tây, Ukraine ước tính bắn khoảng 6.000 viên đạn 155 ly mỗi ngày, trong khi Nga bắn 20.000 viên mỗi ngày, tương đương số lượng mà các nhà sản xuất châu Âu sản xuất mỗi tháng. Tốc độ bắn thường thay đổi tùy theo cường độ chiến đấu và nguồn cung cấp bên ngoài. Việc Mỹ phát hành các cụm đạn thông thường cải tiến có mục đích kép đã giảm bớt một số vấn đề vì những kho dự trữ đáng kể những quả đạn pháo đó. Justin Crum, giám đốc điều hành của công ty tình báo chiến lược CyberLine cho biết, điều này đã giúp giảm bớt lo ngại về tình trạng thiếu đạn pháo, đặc biệt là theo các cam kết ở Israel. Đạn pháo binh là một trong những yêu cầu chính của Ukraine khi nước này đàm phán với các đồng minh phương Tây về việc hỗ trợ cho nỗ lực chiến tranh của mình. Ukraine gần đây đã nhận được lời hứa hẹn mua thêm đạn pháo 155 ly từ Đức như một phần của gói viện trợ quân sự trị giá 1,4 tỷ euro. Trong khi đó, Mỹ đang gấp rút tăng cường sản xuất đạn pháo để bổ sung vào kho dự trữ đạn dược, hiện đang bị cả Ukraine và Israel hút cạn. Đầu tháng này, quân đội Mỹ kêu gọi quốc hội phê duyệt khoản tài trợ 3,1 tỷ đô la để mua đạn pháo 155 ly và mở rộng sản xuất. Doug Bush, nhà thầu vũ khí chính của quân đội Mỹ cho biết, trong số 3,1 tỷ đô la dành riêng cho đạn pháo 155 ly, khoảng một nửa sẽ dùng để tăng cường năng lực công nghiệp và phần còn lại sẽ dùng để mua đạn. Mỹ có kế hoạch tăng tốc độ sản xuất đạn pháo 155 ly lên 100.000 viên đạn mỗi tháng, nhưng dự kiến sẽ không đạt được mục tiêu đó cho đến năm 2025. Tốc độ chậm chạp mà các đồng minh đang tăng cường sản xuất đạn pháo có nghĩa là Ukraine khó có thể lật đổ thế cân bằng trên chiến trường. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng Ukraine vẫn có thể bám trụ được. Ông Kram nói, Ukraine chắc chắn có thể sử dụng nhiều hơn nhưng hiện tại cả hai bên đều có đủ nguồn cung để duy trì cuộc chiến, mặc dù hiếm khi tiền tuyến xây dịch trong điều kiện hiện tại. Đáp lại những yêu cầu liên tục từ Kiev, các chính phủ phương Tây lập luận rằng họ đang hướng tới việc trang bị cho lực lượng Ukraine những hệ thống vũ khí tầm xa chất lượng cao hơn. Sự hiện diện của tên lửa hành trình Storm Shadow phóng từ trên không do Anh và Pháp tài trợ và hệ thống tên lửa chiến thuật của Quân đội Mỹ ATACMS đã giúp khắc phục đáng kể lợi thế về quân số của Nga. Lợi thế về pháo binh của Điện Kremlin dần bị sói mòn sau gần 20 tháng giao tranh. Với việc lực lượng Nga mất khoảng 600 khẩu pháo và bệ phóng, Moscow được cho là đang mất số hệ thống pháo binh gấp 4 lần so với Kiev trên các trục chính của cuộc phản công ở phía Nam. Nhưng không có đạn pháo, Ukraine không thể cản bước tiến của Nga cũng như không thể tiến lên trong tương lai. Ông Kram cho biết tình hình đang ngày càng trở nên đáng lo ngại vì lượng đạn pháo dư thừa từ thời chiến tranh lại đồng nghĩa với việc các nhà máy phải đóng cửa. Ông nói thêm, với đủ loại kho dự trữ đang giảm dần và thời gian thay thế kéo dài. Điều này tạo ra điểm dễ bị tổn thương của phương Tây khiến các nhà hoạch định chính sách lo ngại. Theo Mark Vichuk, việc cạn kiệt kho đạn pháo của châu Âu chỉ là một vấn đề. Cái chính, theo ông, là người châu Âu nghi ngờ về việc rót thêm đạn và tiền vào Ukraine. Ông nói, hiện nay ở Hà Lan, tân thủ tướng đã đặt câu hỏi đối với tính khả thi của việc cung cấp vũ khí khí tài cho Ukraine. Tôi cho rằng châu Âu đang kẹt trong một tình thế rất đáng lưu ý. Không còn khí đốt, hoặc khí đốt rất đắt đỏ, kinh tế thì bắt đầu suy thoái, người Đức bắt đầu nhận ra vấn đề, xung đột mà kéo dài thì các nước châu Âu sẽ bắt đầu xa lánh nó để tập trung vào các vấn đề quốc nội của riêng họ chứ không phải vấn đề của Ukraine. Tương tự, Matvichuk nghi ngờ kịch bản trong tương lai gần, châu Âu sẽ dồn nguồn lực kinh tế của mình vào sản xuất đạn pháo và khí tài quân sự để đáp ứng nhu cầu của Ukraine. Viên đại tá nhấn mạnh, điều này không phục vụ lợi ích của châu Âu mà là lợi ích của Mỹ vì chính Mỹ nắm được thị trường vũ khí thông qua châu Âu châu Âu quen mua mọi thứ có sẵn, tái định hướng nền kinh tế theo hướng quân sự hóa và sản xuất vũ khí của riêng mình là điều không mang lại lợi nhuận cho họ. Tôi nghĩ rằng ngay cả những nước phát triển như Pháp và Đức cũng ít khả năng bắt đầu điều chỉnh toàn bộ nền kinh tế của mình theo các tiêu chuẩn quân sự. Họ có thể cải thiện một chút năng lực công nghiệp quốc phòng, gia tăng một chút về việc sản xuất quân sự, nhưng họ sẽ không phát triển nền kinh tế quân sự với một nhịp độ ham hở. Trong bối cảnh ấy, theo Matvichuk, nước Nga có thể chờ đợi có thể là khả năng Ukraine rút lui khỏi các vị trí hiện tại hoặc Kiev chủ động khởi xướng đàm phán hòa bình. Tướng Sergei Nayev, chỉ huy lực lượng phòng thủ biên giới phía Bắc của Ukraine cho biết, việc bị cắt giảm viện trợ quân sự chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của Ukraine. Một trong những động thái được Ukraine chuẩn bị cho kịch bản bị cắt viện trợ quân sự là quân đội nước này huấn luyện binh sĩ bắn hạ UAV diễn ra tại các cơ sở bí mật nằm ở phía Bắc Ukraine chỉ với vũ khí phòng không và súng máy lạc hậu thời Liên Xô. Tướng Sergei Nayev cho biết, Trọng tâm huấn luyện là đảm bảo binh sĩ dùng được nhiều vũ khí khác nhau. Vũ khí phương Tây đắt đỏ là phương án cuối cùng không được sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, huyện quân đội Ukraine vẫn chưa có kế hoạch chiến lược cụ thể nào cho năm 2024. Trong khi đó, quân đội Ukraine chưa có kế hoạch chiến lược cụ thể nào cho năm 2024, trong khi cuộc xung đột với Nga vẫn đang tiếp diễn. Theo các nhà lập pháp Ukraine, quân đội nước này yêu cầu huy động không dưới 20.000 binh sĩ mới mỗi tháng, nhưng cho đến nay vẫn chưa trình bày bất kỳ kế hoạch nào về huấn luyện luân chuyển quân trong tương lai hoặc về nguồn tài trợ cần thiết cho một sứ lữ đoàn mới mà họ dự định thành lập. Theo bà Mariana Bezulaya, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine, lập trường của các tướng lĩnh Ukraine về cuộc xung đột trong năm tới đang tạo ra trở ngại lớn đối với Quốc hội Ukraine khi lập kế hoạch ngân sách. Bà Bezulaya còn kêu gọi tư lệnh Zaluzny nên từ chức nếu không vạch được kế hoạch tác chiến chia rẽ nội bộ tại Ukraine ngày càng hiện rõ trước mắt các đồng minh phương Tây. Với loạt thông điệp đối lập giữa tướng Zelensky, người được coi là gương mặt của thế hệ mới trong quân đội với Tổng thống Zelensky. Trong cuộc phỏng vấn ngày 1 tháng 11, tướng Zelensky cho rằng năng lực tác chiến của quân đội Ukraine đã đạt cực hạn và không thể có thêm bất kỳ bước đột phá nào đáng kể hay ngoạn mục ở tiền tuyến. Và đây là tuyên bố trực diện nhất của chỉ huy hàng đầu quân đội Ukraine về chiến dịch phản công quy mô lớn được Kiev phát động từ đầu tháng 6 tuyên bố của tướng Zaluzhny đã vấp phải phản ứng quyết liệt từ giới lãnh đạo chính trị của Ukraine. Igor Zhovka, phó tránh văn phòng tổng thống, khẳng định bài phỏng vấn của tướng Zaluzhny đã đẩy Ukraine vào tình thế bất lợi, khiến hàng loạt đồng minh và đối tác lập tức liên lạc trong hoảng loạn, đòi Kiev làm rõ có thật sự chiến trường đóng băng hay không. Tổng thống Zelensky sau đó nhấn mạnh cuộc phản công chưa bế tắc và kêu gọi đồng lòng giải quyết khó khăn, hành động ngay thay vì suy diễn về tương lai. Dù vậy, tranh cãi nội bộ ở Kiev vẫn có nguy cơ leo thang với những chỉ trích của nghị sĩ Bezula nhắm vào tướng Zaluzny, người đang có ảnh hưởng chính trị ngày càng lớn ở Ukraine. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxify. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.